eo nín thở cũ các bạn. Đây là cái đường eo này, đường cua này, quán bây giờ người ta bỏ không rồi. Mình tưởng là ngày Tết người ta bán lại mà bữa nay mùng 2 không thấy hoạt động rồi. Chắc có lẽ quán này họ chuyển đổi kinh doanh cái gì thì mình không biết. Để đây mình quay một số hình ảnh bên trong quán này. Giờ không thấy có bảo vệ thôi, mình vào mình quay gì vui. Dọc cái hành lang đây nó bể mấy chậu hoa cho đẹp. Bữa nay nó mục hết rồi, mấy cái đầy sắt này nó mục hết. Cái khúc cua của em đến thở ở đây cũng là kỷ niệm của nhiều cặp tình nhân lắm mà, nhất là các sinh viên của trường sư phạm Quy Nhơn kỷ niệm với cái bờ kè đó lắm mà, bờ kè cho em đến thở này. Mở góc rộng ra chút các bạn xem toàn cảnh được ha, mà sợ nó bị cấn cái gimbal thì thôi, bị gimbal nó che. Sông biển các bạn, đây này, ngồi nhìn sông biển. Đây, cái đoạn đường này là mình nhớ là đi lên đi thẳng ra đường Nguyễn Huệ mà. Mà sao mình đi qua đi lại mình vẫn thích cái eo này các bạn. Bây giờ nói thì cái eo này là nó nằm cái vị trí nó không phù hợp, nhưng mà bây giờ bỏ cái eo này thấy mất đi một cái kỷ niệm. Đây là kỷ niệm xưa lắm rồi này. Kỷ niệm hình ảnh của Quy Nhơn. Đây là một cái gần như là có một cái địa danh đó mà, eo nín thở. Mỗi lần đi ngang đây mình vẫn thấy đó, cái kỷ niệm hồi xưa mà. Bây giờ người ta chặn đường lại hết rồi nè. Ở ngoài kia thì không khí mới các bạn, quảng trường Tết đó. Quảng trường với linh vật hổ các bạn. Nhưng mà sao là mình vẫn thích quay ở đây. Bây giờ mình đi xuống mình quay phía dưới cái eo thử mà. Giờ người ta có đuổi thì mình nhảy xuống cái gì đâu. Không biết là có anh bảo vệ nào không này. Tại chỗ đây nhảy xuống cũng gần thôi. Đi vòng thôi, không biết có ai đuổi không. Không thấy ai, gần như không thấy người. Thấy có chiếc xe đạp, sợ có người đi quậy trở lại. Không được thì mình đi ra. Thấy có xe đạp điện, chắc có anh nào ở đây. Đi lên luôn ấy. Không thấy ai rồi. Quá con cá.
không thấy người luôn các bạn ơi. Rồi mình đi một đúng một vòng eo nín thở các bạn. Hết đường đi lại thử đó, đi lại cho các bạn hình dung cái eo nín thở. Hồi giờ mình không vô tao thấy đóng cửa, mình tết trước rồi mình nói thôi leo lại vô, ai có đuổi thì đi ra. Đây eo nín thở xưa. Sóng vỗ mấy kỳ trước là nó vỗ tới cái chân đây các bạn, mà bữa nay là thấy sóng các bạn nó hơi xa xa ra, không biết cái mùa mưa nó có vô tới đây. Sân khấu bạn, đợt mới mở người ta làm sân khấu cũng tổ chức ca nhạc rồi gì mà hình như là không thu hút khách lắm. Cái view đây đẹp chứ mà sao là khó ăn, mình không hiểu sao mà làm ăn ở đây làm ăn không được. Phía trên kia người ta trồng mấy cái cây gì đó mà nó càng cao lên cũng phải được 2 mét nữa. Nên như vậy thì mình nghĩ khi xây dựng là người ta không cho xây cao, nhưng mà rồi trồng mấy cái cây lên thì nó thêm 2 mét nữa là nó cũng che hết cái view biển, mình đi ngoài là không thấy view biển mà. À, bây giờ thôi mình thì phải chịu khó leo qua rồi. Đây, giờ mình leo qua cái hàng rào đây, nhảy lên. cũng còn nhảy được. Già rồi vẫn nhảy được bạn, vẫn chơi bóng cho banh được ngày nào hai ngày đấy. Giờ mình đi ra quảng trường các bạn cho nó vui, thăm lại quảng trường sáng mùng 2 Tết nha bạn. Nhìn cái eo nó thở hoài thì nó cũng buồn. Đây sáng mùng 2 Tết mình coi lại cái quảng trường một xíu à, ngắm lại quảng trường mùng 2 Tết. Nắng các bạn ơi, nắng lắm. Quy Nhơn đang nắng, ở ngoài Bắc á thì hình như bữa nay là lạnh. Nhưng mà trong Nam thì chưa các bạn. Đây mà mùng 2 Tết. Ở ngoài đường phố thì vắng lắm các bạn ơi, mình sáng mình đi tính quay đường phố cho vui mà không thấy ai đi hết. Gần như người ta tập trung cà phê với lại chắc có tập trung mấy chỗ đây. Mình đi sơ vòng cho các bạn thấy không khí mùng 2 các bạn. Ngày hôm qua mùng 1 thì thấy người ta đi chùa nhiều. Mùng 2 đây là các bạn biết không, mấy người đây mình nghĩ ở xa tới, ở mấy huyện hay là vùng ven rồi người ta về á. Chứ ở thành phố người ta đã đi từ giao thừa mùng 1 người ta đi rồi, khi khai trương cái này người ta đã đi rồi. Đây là cái mùng binh các bạn, đó là đường Nguyễn Tất Thành, đó là phi đạo hồi xưa đó, nó đâm thẳng ra hồi nãy là cái chỗ mình là eo nín thở các bạn. Nó chạy thẳng ra tới cái eo thở này mình mới tham quan á. Thôi chào các bạn nha, một vài hình ảnh bạn tham quan ngày mùng 2 Tết cho nó đỡ nhớ nhà. Hẹn có dịp các bạn về thăm lại quê mình. Chào các bạn.